xin chào mọi người, hiện tại thì em đang có mặt tại phòng phẫu thuật của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn. Hiện tại thì kế bên em đây đang là một chị khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn bác sĩ Văn làm nơi để tân trang lại vòng một của mình. Thì chị khách hàng hôm nay của em cũng khá là đặc biệt, tại vì cái tình trạng vòng một của chị ấy trước khi làm thì cũng khá là khó. Thì đây là em xin chia sẻ với mọi người hình ảnh trước khi làm của chị khách hàng hôm nay của em ha. Như mọi người thấy á, thì ngực hai bên không có đều nhau và ở cái phần xương này mọi người, cái phần xương này nó bị gồ lên, thành ra là nhìn nó không có đồng đều và nó không có đẹp. Đây, hai bên này nó không đều, một bên này to hơn, bên này nhỏ hơn mọi người ha. Sau khi mà được thăm khám và tư vấn á, thì bác sĩ Văn đã lựa chọn cho chị ấy hai size lật nhau, một bên là 325 nè, còn một bên là 300 mọi người ha. Đây ạ, bên 325, bên 300. Thì sau khi làm xong á, thì ngực tương đối đều lại với nhau nè, không còn cái tình trạng bên to bên nhỏ nữa mà đã cân bằng lại với nhau và độ nhô cũng có so với ban đầu mọi người ha. Ngực ban đầu thì khá là lép nè mọi người thấy không, ngực ban đầu đây ạ, khá là lép luôn, hai bên gần như là không có luôn. Đây là hình ảnh sau khi làm xong thì ngực rất là căng tròn nè, sexy nè và cũng rất là đúng ý chị ấy luôn mọi người ha. Chị khách ngày hôm nay của em chọn size túi là 325 và 300 lật size nhau để nó hỗ trợ lại cân bằng cái ngực của mình đều, đồng đều lại với nhau. Và chọn loại túi men to trơn, thì đây là dòng túi mà mềm mại tự nhiên nè, và có độ dày rất là lớn ha. Đặt vô thì nó không có bị lộ cái đường lằn này nè mọi người, cảm giác như là không có bị như bị cái bát úp vô vậy á, nó rất là tự nhiên như ngực thật của mình luôn. Dòng túi này thì sau một thời gian thì nó sẽ rất là nhanh mềm mọi người ha. Đây ạ. Chị khách nào mà đang gặp tình trạng mà cũng khó như chị này nè thì cứ liên hệ bác Văn nha, để bác tư vấn và thăm khám miễn phí cho mình nha. Chị này sau khi làm xong thì cũng đã có cái khe rồi nè, cái khe ban đầu của chị rất là xa luôn mọi người thấy không. Sau khi làm xong thì gần như đã tích lại với nhau rồi đây ạ, hết bên bự đó luôn mọi người ha. Dạ, thành quả sau 60 phút phẫu thuật của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn, mọi người cứ liên hệ bác để được tư vấn và thăm khám miễn phí mọi người ha.